Thành đoàn Vũng Tàu đã tổ chức trao tặng học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, thành phố Vũng Tàu. Sự kiện thuộc chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình tiếp sức đến trường năm 2023 của Thành đoàn Vũng Tàu. Thành đoàn Vũng Tàu đã trao tặng 22 suất học bổng và 6 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, thành phố Vũng Tàu. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Tổng giá trị học bổng và bảo hiểm y tế gần 50 triệu đồng do Quỹ Tấm lòng Người Địa chất gồm những thanh niên là kỹ sư địa chất đang công tác tại Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro ủng hộ. Thành đoàn Vũng Tàu đang tiếp tục vận động kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để mang đến nhiều hơn nữa những suất học bổng trong chương trình Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.